Thùng à, Phạm Thùng ơi, mẹ bí mật một cái chân gà cho con được không? Mẹ bí mật mẹ lấy một cái chân gà mẹ cho con nhé, nhé. Mẹ không cho ăn nhé, bí mật nhé. Bí mật được không Phạm Thùng? Mẹ bí mật lấy một cái chân gà cho con không nói ăn biết nha. Đầu cái gì á? Đầu con lắc lư cái gì á Phạm Thùng? Nghe hiểu không? Phạm Thùng ơi, Phạm Thùng à, mẹ bí mật lấy một cái chân gà cho con nha, nha. Chịu không? Mẹ ơi, mẹ lấy chân gà cho con nhanh lên. Trời ơi, mẹ nói hoài à. Được không Phạm Thùng? Cô chú nhìn coi cái mặt ảnh kìa, nghe thấy chân gà là sáng rỡ sáng rực luôn. Đó đó, trời ơi. Phạm Thùng à, Phạm Thùng, Phạm Thùng, mẹ bí mật mẹ lấy một cái chân gà cho con nha, nha. Nó đang tin lời mẹ đó cô chú. Mẹ lấy cho con nha. Phạm Thùng, Phạm Thùng ơi, Phạm Thùng, Phạm Thùng, chân gà, chân gà. Mẹ ơi, mẹ lấy chân gà cho con đi. Phạm Thùng à, mẹ lấy chân gà cho con nha. Chân gà, chân gà, chân gà, chân gà. Đi không con? Phạm Thùng đi đây. Đây đây, mẹ lấy chân gà cho. Chân gà, chân gà. Ôi, cô chú nhìn ông anh trai Phạm Thùng. Chân gà, chân gà. Tối nào cũng cho hai đứa, mỗi đứa một cái đó cô chú. Nên là anh nghe thế là anh thích lắm. Chân gà, chân gà. Mẹ ơi, mẹ lấy chân gà cho con đi. Ôi, ông anh trai thì đừng ở, đợi ở kia kìa. Mẹ ơi, mẹ lấy chân gà cho con nhé. Ok, đợi mẹ chút xíu nha. Ok. Rồi. Đây nè, chân gà mẹ bỏ trong đây, trong tủ lạnh đó cô chú. Để ở ngăn mát, sấy khô rồi để ở ngăn mát được. Thật thương à, thật thương à. Con đợi cái gì á? Đợi gì á? Đợi mẹ lấy chân gà cho con hả? Ơi trời ơi, cô chú xem nó kìa. Thật thương ơi. Đó, hai anh em ngồi đợi vậy đó cô chú. Cô chú nhìn. Trời ơi, mẹ làm rơi mất tiêu rồi. Làm ảnh giật mình luôn à. Phạm Thùng ơi, Phạm Thùng à, vô đây mẹ cho, vô đây. Rồi, Phạm Thùng, Phạm Thùng, Phạm Thùng ra đây, ra đây, Phạm Thùng ra đây, ra đây. Phạm Thùng ra đây mẹ thương. Ngồi xuống, con đi đâu qua. Con ra đây, con ra đây, con ra đây. Con ra đây mẹ thương, đi qua đây. Con qua đây, rồi, Phạm Thùng đi qua đây với anh. Rồi, Phạm Thùng ngồi xuống, Phạm Thùng ngồi xuống đi con. Phạm Thùng ngồi xuống, mẹ nói ngồi xuống là ngồi xuống. Phạm Thùng, con ngồi xuống. Phạm Thùng ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống mẹ mới cho. Phạm Thùng không ngồi xuống mẹ không cho. Ồ, anh trai ngồi xuống rồi, đúng rồi. Trời ơi, cô chú nhìn cô chú nhìn mặt hai đứa kìa. Trời ơi, thấy ghét không? Ghét không? Ghét ơi là ghét luôn á. Rồi, mẹ cho con nha. Con là to quá là không có ngậm được. Rồi mẹ cho Phạm Thùng nè. Rồi cho anh Phạm Thùng là anh chạy mất tiêu luôn đó cô chú. Cô chú nhìn nè, chú nhìn nè. Lên luôn. Nhảy một phát là lên đây luôn. Phạm Thùng à, Phạm Thùng ăn cái gì á?
Thôi mẹ lấy cái điện thoại mà mẹ có lấy chân gà của con đâu. Gầm gửi gì hấp thống. Thông ơi, chân gà ngon không? Hợp thông mà. Nhìn cái mặt ông ăn kìa trời. Đó, sấy khô rồi cái nó giòn khẩu vậy đó cô chú. Cái ăn được cả xương luôn. Ngon quá hả con? Học Thùng ơi, Học Thùng à, cái mặt kìa trời. Anh mà cứ sợ như giống như ai. Trời ơi trời ơi trời. Ô trời ơi trời trời. Cho mẹ nè, cho mẹ nè. Cô chú nhìn coi. Cô chú nhìn coi. Hung dữ nè. Gầm gừ vậy thôi chứ hiền khô à, không có dám làm gì hết trơn á. Thật thùng ơi. Đó ăn có chút xíu là xong rồi. Trời ơi nhìn ông ăn kìa trời đó sấy khô rồi đó là không có nó giòn cái da thì nó hơi dai dai nhưng mà cái xương thì nó giòn khẩu à. Trời ơi, anh nhìn thấy ghê không cô chú? Thập Thùng ơi. Thập Thùng là đồ ham ăn đó cô chú. Ham ăn lắm nhưng mà ba kiềm chế. Ba không có cho ăn tùy tiện nên là không có mập. Chứ béo phì như heo nữa thì thôi. Nếu mà cho ăn thẻ dàn là béo phì luôn đó. Trời ơi, thấy anh ăn kìa. Giòn thấy thương chưa kìa. Ba lại mở phim rồi. Ba lại mở phim rồi. Pháp Thùng ơi, Pháp Thùng ơi. Cô chú thấy à, con ăn ngon không ạ? À? Em cứ thấy mấy anh chị comment á, là nói là bé nhà mình lười ăn lắm. Có bí quyết gì không chỉ cho nhưng mà em đâu có bí quyết gì đâu tại vì Pháp Thùng cứ ham ăn vậy đó chứ em không có bí quyết gì hết á. Pháp Thùng ăn. Mỗi lần chuẩn bị cho chân gà là em cứ chọc Pháp Thùng không à. Pháp Thùng ơi, hôm trước mấy ngày trước á, là anh trai bị đau bụng á, không có được, anh trai không có được ăn nên là em giả vờ nói với Phạm Thùng á, nó nói nhỏ là Phạm Thùng ơi mẹ bí mật mẹ lấy cho con một cái chân gà nha. Vậy là anh lúc nào nói vậy là cái mặt anh cũng tỉnh queo lên hết, mặt thích lắm. Hết rồi đó con. Thôi mẹ con quay video tới đây nha. Bye bye cô chú. Cảm ơn cô chú đã xem video ủng hộ cho Phạm Thùng nha. Phạm Thùng ơi. Phạm Thùng à. Phạm Thùng. Con bye bye cô chú đi. Trời ơi còn có chút xíu cũng ăn nữa. Chút xíu xương à. Con bỏ đi. Đó. Trời ơi nó không chừa một tí xíu xíu nào luôn đó cô chú. Chú thấy không? Phạm Thùng. Hết rồi con.
Hết rồi. Có ở đâu nữa mà ngửi cái gì mà ngửi? Đâu có đâu con, hết rồi. Hợp thông. Hết rồi. Hợp thông ơi, hợp thông. Hợp thông. Hợp thông. Mẹ bí mật mẹ lấy cho con một chân gà nha, Hợp thông. Hợp thông ơi. Trời ơi, hết rồi, không có đâu. Thông. Trời, anh cứ kiểm tra coi ở đâu còn chút xíu nào không đó cô chú. Trời ơi, đấy cô chú nhìn con, trời ơi, còn có chút xíu xương à. Bye bye cô chú nha. Hợp thông à, con bye bye cô chú nè. Con bye bye cô chú cho mẹ coi. Hợp thông. Trời ơi, cái mặt nó có tìm tòi không à. Hết rồi, mẹ nói hết rồi. Trời ơi, cái mặt kìa. Hết rồi. Hợp thông. Ông anh trai ông đang ăn á, anh này anh cứ rình rình không à. Hạt thùng á. Hạt thùng. Con làm cái gì với miệng con á là thùng? Trời ơi trời ơi trời ơi. Trời ơi trời ơi, cái miệng bị sao vậy? Hạt thùng ơi. Cái miệng con bị sao á? Cái miệng bị sao vậy con? Hạt thùng. Ôi trời ơi. Hai đứa đang tưởng đang đợi ba chở ăn đồ ăn này cô chứ. Trời ơi, Phật Thông ơi. Phật Thông à, Phật Thông ăn ở đây còn anh trai vô kia ăn. Anh trai với Phật Thông là ăn không có ăn gần nhau được. Phật Thông ơi. Phật Thông à. Trời ơi, vừa ăn cái chân gà xong mà bây giờ anh còn ăn được nữa kìa. Con vừa ăn xong mà con vẫn ăn nữa hả Phật Thống? Phật Thống ơi. Mẹ là mẹ không có bí quyết gì nha cô chú. Tại vì anh con, anh con ở đang muốn con. Trời ơi. Rồi con tới rồi. Ăn mất của em rồi. Còn có chút xíu cũng ăn của em nữa. Con. Đó. Thêm ăn thêm uống vô. Nghẹn rồi đó. Thì sao rồi con? Trời ơi, con ăn nhanh quá nên con bị nghẹn đó. Ơi, bị cảm chưa hết nữa à. Phạm Thùng ơi, Phạm Thùng thấy anh trai là sợ chạy mất tiêu rồi cô chú. Phạm Thùng ơi. Phạm Thùng ơi. Thấy anh trai là sợ né, chạy mất tiêu rồi cô chú. Hạt Thông à, Hạt Thông, anh trai ăn mất của con rồi hả? Ôi mẹ ơi, anh trai ăn mất của con rồi, buồn quá đi à. Đó. Chương trình uống nước bắt đầu. Một ngày là chỉ có quay vòng là chơi, ăn, uống, ngủ thôi cô chú. Đó. Anh Phạm Thông một lần uống nhiều nước lắm. Con à, con kỳ quá à. Sao con ăn của em? Phạm Thông ơi. Đó, uống quá trời nước luôn. Phạm Thùng là không có thích nhìn vô điện thoại, cô chú không thích nhìn vô camera.
Bắp thông à. Ăn chay kỳ quá nha. Phạm Thuận ơi. Trời ơi, con lấy cái gì dưới đất dơ vậy Phạm Thuận?